Bàng Du Mục Bái vừa đăng một cái bài đăng, em đọc xong mà em bị lặng đi mất vài giây mọi người, để em đọc cho mọi người nghe nhá. Chiều nay một cuộc điện thoại gọi từ trạm Giang ra với giọng quen thuộc, không cần nói chắc mọi người cũng đoán ra được. Kết thúc cuộc gọi chuyện, Hằng không dám kể cho Dịch Dương nghe, và vì lỗi sợ Dịch Dương sẽ là tổn thương, mang lòng thù hận. Giờ chỉ còn Hằng và gia đình Hằng mới là hậu phương, là bến đỗ của hai đứa nó. Nhất Dương thì đã đủ tuổi trưởng thành và đủ quyền lợi chọn đi theo ai, Dịch Dương thì mới 17. Cuộc đấu tranh này biết là gian lan, nhưng Hằng sẽ cố vì tính cách của Dịch Dương rất mạnh mẽ, không thể để thằng bé sống trong một môi trường độc hại để trở thành một tôn bằng thứ hai được. Chiều tối lúc dọn về trong nhà để chuyển qua nhà mới, thấy Dịch Dương vẫn còn ngủ bình thường, Hằng hay la nó rồi phết vào mông nó mấy cái, bắt dậy và nay không muốn làm thế nữa, để cho nó ngủ một giấc trọn vẹn. Nhất Dương với Hằng thì cũng mấy ngày không được gặp, lúc Hằng về nó vẫn còn khép lép dọn đồ một hồi. Hằng bảo gì qua trước dọn đồ cần thiết của hai em nhỏ qua trước, hai đứa cứ ở lại đây, mai hai đứa dọn qua sau. Tới đây Nhất Dương nó hớn hở hỏi, con cũng được đi à gì? Con có phòng không ạ? Để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video. Mấy ngày hôm nay hai đứa nó sống trong lớp lớp với hoang mang vậy không? Sợ Hằng sẽ bỏ hai đứa nó phải không vậy? Vác đồ từ tầng 3 lên xuống mệt bở hơi, tai mồ hôi nhễ nhại mà mặt nó hớn hở lắm, cười nói khanh khách suốt buổi. 19 tháng 8 là ngày mà mang nhiều nỗi lo, 20 tháng 8 là ngày trọng đại với mấy mẹ con Hằng. Hằng sẽ tiếp tục kiên định và chiến đấu, mang đến sự bình yên cho các con và bản thân. Đến ngược từng ngày, mong rằng may mắn bình an sẽ mỉm cười với Hằng và các bé. Đọc xong cái bài viết này ấy, em cảm giác em thương bà Hằng một, em thương hai cái bạn lớn kia là 10 luôn ấy mọi người ơi. Bởi vì sao? Như bà Hằng bà nói là đại sứ quán của Việt Nam cũng đã vào cuộc, thì chắc chắn là đại sứ quán cũng sẽ bảo vệ bạn Hằng và con của bạn Hằng. Và trong cái trường hợp là ly hôn, cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao, và hai đứa con nhỏ có thể được theo bạn Hằng cũng rất là cao. Nhưng còn hai cái bạn lớn ấy thì bạn ấy mang quốc tịch của người Trung Quốc, thì không biết là có bạn Hằng có giành được cái quyền nuôi của hai cái bạn lớn ấy không mọi người nhỉ. Và bây giờ đứng ở cái vị trí của hai cái bạn lớn ấy thì chắc chắn là sẽ rất là lo sợ và kiểu là hoang mang ấy. Bởi vì là bạn ấy rất sợ cái cảnh là bạn ấy bị bơ vơ ấy mọi người ơi. Từ bé là đã sống trong cái cảnh nhìn thấy bố mình với mẹ mình như thế, và mẹ mình đã phải là người ra đi, không có ai yêu thương, không có ai để lương tựa. Và cái thời gian vừa rồi đã có bạn Hằng về để yêu thương và để lương tựa vào bạn Hằng, thì bây giờ lại xảy ra cái chuyện giữa bố và dì như thế, thì dì đương nhiên cũng sẽ, sau cái việc này thì dì sẽ về Việt Nam. Và cái cảm giác của hai bạn ấy sẽ là đang kiểu là rất là hoang mang lo sợ, là không có ai yêu thương, không có nơi để lương tựa ấy. Ui sao mà đau lòng thế hả mọi người ơi, mà không biết là liệu là bạn Hằng có giành được cái quyền để đưa hai cái bạn của người quốc tịch của Trung Quốc để về được Việt Nam không mọi người. Chứ em thấy thương hai cái bạn lớn này quá luôn ấy. Mọi người có nghĩ giống em không cả nhà? Ông chồng của bà Hằng Du Mục á, ghen là phụ thôi, ổng không có ghen đâu, ổng thể hiện nó như vậy thôi. Chứ thật chất là gì nè, ổng muốn thị uy với lại cái bà Hằng á, là dù cho mày có kiếm tiền nhiều đi chăng nữa, tao cũng không có sợ mày đâu, mày phải bị tao thống trị. Đó là những gì mà ổng muốn thật sự sau những gì mà ổng hành động. Mình hỏi các bạn nha, nếu mà thật sự ổng yêu vợ ổng thật á, đàn ông không có ai mà hành động mà kiểu la làng la sớm trên livestream gì hết trơn á. Bạn thấy đàn ông ai đó mà lên trên livestream quậy ầm hay là giết gì ta tước đâu. Một đứa con nít bây giờ Gen Z á, Gen Z hay là Gen Alpha luôn á, mà nó còn không có hành xử như vậy nữa. Nhiều khi nó còn không lên trên mạng nó ghi ra tút luôn á, mà ổng livestream, hẳn livestream mấy lần livestream luôn. Các bạn đặt dấu chấm hỏi đi. Nếu yêu thật á, là mình nói với nhau thôi, mình góp ý với nhau thôi. Tao nói thiệt nha, tao với status mà tao lỡ xài chính tả bạn tao mà nó còn vô nó nhắn tin riêng, ê cái chỗ này mày sai chính tả nè, nó còn không comment ngay cái status đó để nó nhắc tao, để nó sợ tao bị quê nữa. Huống chị đấy là vợ chồng có con với nhau rồi. Nói chung ổng thấy bà Hằng càng ngày càng phát triển, ổng quậy như vậy á mục đích á là để cho bà Hằng thấy á là mày có phát triển á thì mày cũng phải dưới trướng tao, tao phải trị gì mày, tao phải thống trị mày. Chứ ghen là phụ thôi, một biết ổng quậy vậy đó để cho mọi người thấy là bả xấu. Ổng quậy vậy đó để bêu rớ bả, để cho thấy là bả xấu. Bạn nào mà ở Việt Nam á sẽ thấy một cái cảnh mà ví dụ như con dâu đi, tụi bay thấy nhà cái bà đó bà hết sức là chăm mẹ chồng bà luôn, nhưng mà mẹ chồng bà lúc nào cũng đi bêu réo, còn dâu bả là xấu nè, không cho ăn nè, mặc dù là chăm rất là kỹ nha, nhưng mà vẫn bị bêu réo. Là mục đích để cái đối tượng mà họ hành xử như vậy đó sợ họ, thì y chang thằng cha đi thôi, y chang thằng cha đi luôn. Tóm gọn tất cả những cái hành động của ông già này nè, là tao đạp đổ mày được, là muốn khẳng định với bà Hằng là tao đạp đổ mày được đó. Tao like team á, tao dắt mũi vô lận được đó. Đó, có mấy con nhỏ vô binh rồi đó, có mấy con nhỏ vô binh ổng đó, ổng thành công rồi đó. Ổng người Việt kiếm tiền cho ổng, người Việt mua hàng của ổng, ổng quýnh người Việt, ổng thành công rồi nè. Ổng còn bị ổng nhắc mũi mấy ngỡ đó bên ổng đó, quá thành công luôn, xuất sắc ổng luôn. Mà mấy bà ở Việt Nam bên chồng của Hằng Du Mục á, nói Hằng Du Mục sai đồ này nọ đó, bây giờ tôi không có tức nữa mà tôi cảm thấy tôi mắc cười. Mọi người có cảm thấy mắc cười không, khi mà một người Việt Nam con gái qua bên nước ngoài, qua bên Trung Quốc lấy chồng mà bị chồng ăn hiếp, bị chồng tác động như vậy đó,
đến con của người đàn ông, con ruột của người đàn ông đó, thằng bé là người Trung Quốc luôn á nha, nó là con ruột của ông Tôn Bằng luôn á nha, mà nó còn binh mẹ ghẻ của nó còn binh người con gái Việt Nam của mình nữa, mà mình là người Việt Nam mình lại đi binh cái ông chồng. Mọi người có thấy mắc cười không? Bây giờ xã hội đang tân tiến rồi, 2024 rồi, cần bỏ ngay cái suy nghĩ hở cái là đổ thừa phụ nữ của những bà già xưa đi, nhất là ở bên Trung Quốc á. Mọi người coi phim mọi người có thấy không, những cái gia đình trong danh gia dòng tộc á, mà con trai cưng của mấy bà làm gì sai là mấy bà đè con dâu ra mấy bà chửi không à, tại mày như thế nào chồng mày mới đi ăn bánh trả tiền, tại mày như thế nào chồng mày nó mới có vợ lẽ đó. Hồi xưa giờ là nó có cái tư duy đó đó, thì bây giờ mình đừng có ăn theo những bà già xưa được không, tại vì người ta sống cái thời đó thì trọng nam khinh nữ là biết rồi, mà bây giờ tân tiến rồi còn suy nghĩ đó nữa là chết luôn á. Mới tắm ra có người tan tôi vô clip này, tao nghe thầy nói hơi chậm nên thành ra là tao xả nhanh xíu cho tụi nghe nha. Các bạn biết vũ khí của mấy phụ nữ là gì không? Nước mắt và sự đau thương. Nó chỉ cần thể hiện ra cái ai của bạn phải được. Đó là cái vũ khí. Vũ khí cực kỳ lợi hại. Tôi thì không bênh ai cả. Nhưng mà tôi thì tôi thấy cái sự việc này của Hàng Vũ Mục nó đã được sắp đặt. Chú cha mà ôi thầy ơi. Trời ơi, thầy mà không đi làm phim khoa học diễn tưởng là con nói thật với thầy. Không phải là này, thầy nên đi làm phim khoa học diễn tưởng đi. Tại vì thầy làm một cái là lấy giải kêu bằng gì Hollywood luôn. Thật sự là như vậy, thầy quá cái suy diễn. Đơn giản như cái bước đầu tiên của Hàng Du Mục đó là những người trong tộc, người nước ngoài. Nhiều người phụ nữ, các bạn đấy, các bạn có hay tâm sự với người yêu hay trong mình không ạ? Những người Việt Nam tâm sự nói chuyện với nhau được còn là chưa hiểu nhau được. Nó chỉ một người nước ngoài. Trong cái ngôn ngữ của nó có nhiều nghệ thuật phải đọc, tâm sao có thể nhìn được gì? Thì hai người nước ngoài với nhau. Thầy nói vậy sai rồi, giờ con là mới trả lời thầy nè. Con có chồng nước ngoài 10 năm, mười mấy năm rồi là thầy. Nhưng con nói thật với thầy nghe, là con qua con tháng mấy hai tháng là con nói chuyện tất tới cái gì luôn rồi. Đó, nói thẳng với thầy là giờ con nói tới mà con mũi con rồi con. Nói chung là cái gì con nói cũng được hết, tới mà sâu xa bộ lòng bộ nội tạng trong gan phổi lá lách đâu con nói hết. Thầy nói sao không hiểu. Tại thầy sai rồi, tại thầy chứ có gì bồ nước ngoài á, mới thầy đoán mò đó. Thấy chưa? Cái gì mà bước đầu tiên là phải lấy thằng chồng tàu trước, rồi sau mà sau đó không hiểu nhau rồi mới tới ngày hôm nay. Trời ơi, thầy không đi làm phim khoa học diễn tưởng sai lầm quá của nền nghệ thuật. Thì các bạn có người yêu người nước ngoài các bạn hiểu được kìa. Một người đàn ông mà muốn bỏ vợ, người đàn ông này dễ mất tất cả. Nói thật là dễ mất tất cả. Không có một cái cách gì mà để bỏ vợ cho họ một cách hợp tình hợp lý cả. Nhưng mà một người phụ nữ không muốn bỏ một người đàn ông thì cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ là được. Hiện tại tôi khẳng định với các bạn là cái công danh sự nghiệp của bạn Hàng này, cái sự nổi tiếng của bạn này, Hàng này vượt qua cả chồng. Nhưng mà cái thằng chồng này thì là một thằng chồng hạng tài. Nói đúng. Rồi, còn thầy nói á, đàn ông mới mà bỏ vợ khó, còn phụ nữ bỏ vợ dễ lắm. Trời đất ơi trời, lấy đâu ra dễ thầy. Nó không làm gì sai, lấy gì con bỏ nó. Trời ơi con mắc bỏ nó, con bỏ không có nha thầy. Nhưng đàn ông khác là thầy. Đi sáng về muộn, đi sớm về muộn, thử coi con vợ ghen xong là cũng đòi ly dị đó. Tao với Bi không hợp nhau, ở với nhau không có hạnh phúc, nếu kéo nhau sơ mà nhiều quá thì cũng đau khổ kiểu gì của vậy. Đó là nó cũng bỏ như thường thầy, không ra đường dứt thêm con giáp thứ 13 về nữa. Cho thầy bắt tại trận, ở đó mà khó, thầy nói là sao? Rồi, thầy nói sao chứ? Ông này là cái gai trong mắt bả, là trừ khi bả đã trải qua những cái chuyện gì đó mới thành cái gai. Còn như vợ chồng con đang hạnh phúc, mắc gì chồng con là gai trong mắt con. Không có vụ gai mà là tình yêu đang trong mắt con nữa, thầy hiểu chưa? Thầy nói làm sao á? Bả con nói thầy nghe nè, không biết mặt thầy giờ nhiêu tuổi nữa à, mà làm coi tử vi. Cái này thầy mới là một tên đánh hai nhạc nè. Cái khúc cuối cái thầy nói sao? Máy bay đợi tao đi, coi phải không? Coi sự việc biển biến tới đâu, có phải như lời tôi nói theo kế hoạch của bà này. Nếu bả thắng kẹn, bả mà thua kẹn thì ông im, còn bả thắng kẹn nói đó thấy chưa? Vì thầy đã bấm ra số tử vi của cô ấy à, là Hằng Du Mục sẽ thắng. Là vì Hằng Du Mục đã vẽ ra cái sự việc này rất là lâu, một cái kế hoạch này thế này thế kia đó, để cho cái sự tổn thương của mình lên tất cả mọi người, dân chúng đều đứng về phía Hằng đó, rồi Hằng có sự ủng hộ của mọi người đến chi, vừa được lòng dân mà còn vừa được thôi ông chồng đang là cái gai trong mắt nó. Trời thánh thần thiên đụng ơi, thầy mới là một người một cái tên bắn trúng nhiều con nhãn. Tại vì khi vậy là bắt đầu mấy má nè, nè tin chị Đoan nè, đó đang bế tắc trong cuộc sống, bế tắc trong hôn nhân, lại kêu thầy bấm giùm con ừ, bấm cho mấy bà lên núi luôn. Thấy không, thầy tụi bay coi tử vi kỳ quá. Ờ à, đúng thời điểm này á, mà nếu mà xảy ra chuyện đó thì bà Hằng á là thuộc dạng cao tay. Còn nếu mà thời thế đưa đẩy, tức là kiểu như là hoàn cảnh đưa đẩy á, mà đụng vô cái chuyện này vậy á, thì bả gọi là con người rất là may mắn, là tại người ta bấm tử vi ra rồi đó mấy má. Trời ơi mấy bà ơi, làm ơn giùm cái đi. Ví dụ nè mấy má này nè, có mà câu liêu quyêu câu like thì làm ơn câu gì vừa thâu câu gì mà xà lơ vậy trời. Cái gì mà Hằng Du Mục một mũi tên trúng hai con nhạn, kế của các bậc đế vương. Trời ơi thầy của mấy bà hen, ông cố nội này mà không đi làm viết phim mà dạng khoa học diễn tưởng hen, uổng phí quá. Ổng đâu phải người
ngồi dưới đây, thằng nói tới bậc đế vương là ổng ngồi ở trển mấy má, còn mấy mình là người dưới mặt đất, sao hiểu biết bằng ổng. Quá trời quá đất, cái nét thầy là quá sợ rồi, vui vẻ không vào nghe thầy. Bye bye thầy nha. Hết hồn giết.